Chào nha. Hello. Anh hay là em đây? Bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hai mấy tuổi à? Đang làm gì đây? Tế xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tế. Thì cả nhà ơi, chúc cả nhà ngồi nghỉ xíu rồi đi tiếp. Thì Tế có mua một phần quà bao nhiêu đây nè cả nhà. Hả bà ơi, con chào bà nha. Đi hai bà cháu mình lên trên kia đi bà nha. Bà đi đâu về đây? Đi chưa? Nó đâu lúc đó. Đi làm gì? Đi tiểu. Đi chỉ bắp hả? Đâu có chịu bắp đâu. Chỉ gì? Chỉ đậu đó. Chỉ đậu hả? Dạ. Đi hai bà cháu mình lên trên kia cho mát đi bà. Ngồi đây nóng quá. Hôm qua mưa đây to không bà? To chứ. Nó vua. Dạ. Vua trên trời đó. Đây đi, vô trời đi. Úp bà lấy cái rửa cái gì kìa. Đây, hai bà cháu mình đi nha. Bà 70 tuổi rồi mà đi thấy thoải mái cả nhà. Không có mệt được á. Đấy, leo núi đó cả nhà. Ngày nào cũng leo núi như vậy nè. Ôi trời ơi, núi rừng bao la luôn. Núi rừng bao la bát ngát, xanh sạch đẹp. Ở đây thì người lớn tuổi họ hay chọn ở trên núi này nha cả nhà. Ai đây bà? Cháu hả? Cháu của bà hả? Chào nha. Hello. Anh hay là em đây? Bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hai mấy tuổi hả? Đang làm gì đây? Đang cày cái hạt gì này cả nhà? Cái này để bán hay sao vậy anh? Dạ ăn. Ăn hả? Dạ. Cái này là mình rang lên mình ăn hay là mình nướng? Rang. Rang lên hả? Bà ơi, ngồi trong nhà nói chuyện với mắt nè bà nè. Cháu bà không dám nói chuyện cả nhà. Thì để tôi quay sơ lại cái căn nhà cho cả nhà xem rõ nha. Đây cái căn nhà này nè cả nhà. Cái này là người cháu sao với bà đây, không ngồi ở dưới đây cũng được bà nè. Ngồi dưới đây cho mát cũng được bà, khỏi cần ngồi lên trong nhà cũng được. Hả? Ở dưới sao? Cháu nó. Đây ngồi đây nè bà. Ôi giời ơi. Đây bà lấy cái này ngồi nè. Đây con ngồi dưới cũng được. Con ngồi trên đó đi. Kiến quá bà. Kiến nhiều quá. Ngồi rồi đằng sau này đi bà. Kiến quá. Cái chỗ nó có kiếm chỗ nào ngồi bà. Đây này, đây ngồi đây cũng được bà, quay lại đây là được rồi. Đấy, coi chừng kiến cắn bà nha. Con chào bà nha. Nhớ con đúng không? Nhớ cho. Bà chào con á. Hả? Bà cháu con nó có mấy ngày nay đó nó mới con vô lại nó ngon lắm vậy. Ai mà con, đi cháu hả? Đó con đó. Con nào? Con hả? Chờ con xíu nha. Con cởi áo khoác xíu bà nha. Okay. Nóng quá. Sao hồi nãy bà nói con sao? Hả? Cũng là hình như là cũng gần một tuần rồi con mới quay lại thăm bà đúng không? Bữa giờ có về nhà không bà? Về không có về nhà. Không có về hả? Không về. Ở đây luôn hả? Đây. Chưa về mà. Chưa về hả? Bữa giờ gạo hết chưa? Hết rồi. Hết sạch chưa? Hôm nay con đem gạo đem về qua này. Vui không? Vui chứ. Để con lát cho bà nha. Con. Đây cả nhà ơi, tí lấy cái này. Đi cháu bà thì không có nói chuyện nghe cả nhà. Tại không như không muốn nói chuyện nghe thì để vô cũng không có quay luôn. Đây, hôm nay đây có gạo nè, có đồ ăn nè.
có cá khô ăn này, cá khô ăn được lâu hơn á bà. Đó, đây có gạo này, đây bà lấy ra chút bông với. Đó, gạo này, cá khô này, mắm à, muối à, bột ngọt nè, thấy không, đủ không? Cái này như đây là vui không? Vui chứ, cảm ơn con quá. Hôm qua là mưa, ui giời, bị gì bà? Hả? Bị gì kêu à? Đâu có kêu đâu, người ta băng, người ta họp. Làm gì? Sợ. Hả? Họp con sợ. Quân sự hả? À, à bắn quân sự ở đây hả? Bắn núi đây. À, chỗ nào đúng không ạ? À, ở bắn chỗ núi đây. À. Núi cao. À, lâu lâu họ bắn như vậy hả? À, lâu lâu bắn vậy. Bắn vậy có sợ không? Sợ, sợ làm gì, người ta bộ đội làm. Không sợ gì, chỉ sợ đàn ông thôi đúng không? Này, cá này ngon lắm bà. Cá này con mua nè. Này, cá này chắc cá cơm à. Dạ, cá cơm, khô cá cơm á. Ngon lắm á. Kho mắm. Ừ, kho mắm hả? Ừ. Đó, bao nhiêu đây là bà ăn nhiều lắm á. Con biết là bà ở trên núi này con mua cá này nhiều hơn xíu nè. Dạ, con mua dầu ăn, đường, bột ngọt, mắm, muối gì hết luôn. Đó, bà gọi là mình lên trên này nè. Cho thứ nhất á, là bà biết sao không? Mình ở trên này á, mình lâu lâu mình ít về đây. Hôm trước con có hẹn bà đấy, con nói là nếu mà lần sau con quay lại là con sẽ mua đồ cho bà đấy. Đó, nhưng mà lần này thì cũng được sự trợ riêng của anh Nguyễn Xuân Bắc. Là anh tài trợ cho bà là 1 triệu đồng. Ừ. Nhiều không? Ừ. 1 triệu nhiều không? 1 triệu nhiều chứ. Nhiều không? Cảm ơn con hả? Một triệu nhiều. Dạy lắm. Dạy lắm hả? Dạy sao nói nghe nè. À, dạy sao bà? Bà quay bên này đi cho nó sáng hơn, hồi nãy bên kia không sáng. Dạy sao nói nghe nè. Dạy như thế nào? Dạy con lên trên này nó đưa con đưa cho đưa mẹ ăn nó ngon á. À. Đưa bà ăn vậy đó. À ấy là con đem đồ tới đây là bà ăn ngon hơn hả? Mẹ ăn ngon quá. Ngon lắm hả? Ừ, con dù thế này nó cũng ngon quá. Vậy. Có thích không? À, thích chứ. Nhưng mà hôm nay như vậy này, bao nhiêu đây con đổi mấy con gà về chịu không? Gà mình đang nghèo rồi đi gà lại. Đổi gà con về con bán con lấy tiền. Chịu không? Bà. Mình lấy gà mình cũng mới mua này. À, mới mua à? À, mới mua thì nữa. Đó bán lại cho con. Chịu không? Chịu không? Chịu. Con chịu. Con nói đùa bà đấy. Con nói đùa đấy, sao mà con đi lấy của bà được? Con không cho bà thôi chứ sao mà con lấy? Thương còn không hết nữa sao mà lấy được? À, con thương lắm. Dạ. Gà mới mua mà. À dạ, gà mới mua để nuôi đúng không? Không ăn. À, con thấy đứa cháu của bà là cháu như thế nào đấy, giao cháu cho nhà đó. Cháu đó là cháu người chị. À, con của người chị. À, con đâu có con rồi, cháu người chị. Cháu của người chị nữa. Cháu người chị nên lên đây. À, lên đây. Nó thăm ba mà. À, lên thăm bà lâu lâu mới lên thăm một lần hả? Lên thăm bà. À. Là cá này đi lên định làm gì ăn đây? Mình nấu, nó xào, nó ăn, nó dầu đây nè. Có dầu, có bột ngọt, có gì con mua đủ hết đấy. À, dạ, con... Mẹ cảm ơn con quá. Mà dù thế này... Vui không? Vui chứ. Ngày dù chứ vui chứ. Ngoài trồng mấy cái đậu ra, mình trồng mấy cái dứa, cây thơm này mình có bán được không bà? Bán được chứ. Mấy cái thơm, quả thơm á, quả thơm á. Quả thơm mà mới bằng nó ra tay chân sợ là chỉ cửa 2-3 đồng thôi. 2-3 đồng thôi à? 2-3 đồng. Không. Cái lưng chỉ 5 đồng. À, 5 ngàn. 5 ngàn. À. Chỉ nhỏ thì ít. À, 2-3 ngàn. Nó bán được không? Được chứ. À, bán nhiều không mà? Không có, đi nè không có ra tay đâu mà bán. Chân nào ra tay nè. À. Con vô trong bán rồi cho con rồi đưa cho con ăn chơi. Bán chứ. Bán mình lấy tiền mua gạo. Bán cho con. À, thương con chứ, con thương thế này mà lại bán thương hả? Thôi nếu mà thương con thì là lại trái đi. Thương con thì hôm nay cho con ngủ lại đêm đi. Con gì? Con ngủ lại chân trời này bà có sợ không? Đâu sợ chứ. Sao sợ? Dù tới nơi rồi làm sao mà ngủ với bà chứ. Chịu không? Con ngủ trong trời này thôi. Ừ, 2-3 đêm ở một mình là được.
Chứ còn nó cháu đù rồi à, nó ngủ 2-3 đêm nó về. À. Nó sẽ ngay dưới lần. À, ấy là có cháu rồi hả? Ừ. Cháu mới lên này sáng nè. Mưa như vậy có bị dột bị gì không hôm qua đó? Không có dột à? Mà con nhận là bà giỏi thiệt luôn á. Ừ. Bà dựng cái trời nguyên một mình bà luôn. Hết mưa nó ngủ. Mưa to quá. Còn mấy cái đất này cả nhà ơi, cái đất này là bà ấy luôn đấy, bà tự trồng tự trọt hết luôn đấy, một mình bà luôn, không có người nào nữa đúng không bà? Thương quá cả nhà. Tiếp quay vòng vòng một chút xíu cả nhà nhé. Dạ. Ồ, cái mấy con gà này thấy đẹp không? Gà này gà tam hoàng hay sao này? Wow, dốc lắm này cả nhà. Đấy cả nhà xem là cả nhà biết này. Ở khu vực này á là mùa mưa á, như bây giờ mưa này cả nhà là lên trên núi này rất là mát mẻ luôn, cái không khí khí hậu nó đã lắm. Ui, trên kia dưới kia có trồng đủ gì kìa, nhiều. Bà ơi, bà ở đây nè, bà ở một mình như vậy bà có khó khăn gì không? Bà bị gì? Bà bị bệnh à? Chưa có khi bệnh à. Có bệnh không? Có. Bà trước giờ chưa bệnh luôn à? Chưa. Không bệnh lần nào luôn? Không một lần nào. Hay dữ vậy? Mình làm gì mình bệnh. À, không bệnh ốm đau gì luôn? À, sao hay bà nha. Hôm sáng giờ bà ăn cơm chưa? Chưa. Ủa, buổi sáng là mình không ăn luôn hả bà? Buổi sáng là ăn ít. Nó buổi trưa mới ăn nhiều. Nhưng mà ấy là bà có nấu cơm ăn không buổi sáng á? Buổi sáng là nấu ăn chứ. Có nấu à? Sáng ăn cái gì? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Buổi trưa là ăn lâu nó ăn lại. Ừ. Buổi trưa này định ăn cơm với cái gì? Nấu cơm ăn chứ. Nếu mà ăn cơm cái gì? Ăn cơm không à, làm gì? Ăn cơm trắng luôn hả bà? Ăn trắng không. Không có gì ăn luôn. Không có cái gì. Ừ. Có ăn cơm mâm không có tiền trong túi. Không có tiền à? Không có tiền trong túi mà. Chỉ có 200 đồng bạc tiền con. 200 đó hôm trước là bà để làm gì? Để chơi chơi để nào thiếu gạo đi mua gạo. À, ấy là gạo vẫn còn thì mình chưa về. Khi nào gạo hết rồi mình mới về mình mua. Ôi giời, cái này cái gì đây? Nó gió, nó kêu. À, làm chuông gió hả? Với cái chuông gió này đã rồi cả nhà. Cái chuông gió này bà thiết kế cái chuông gió độc thiệt chứ. À, sao mình không nuôi một con chó nữa bà? Ấy là sao mình không nuôi một con chó cho vui? Nó xưa người ta biết cái gì thấy nữa. Xưa rồi người ta chạy, cuối cùng người ta chạy rồi là mình không biết nữa. Chứ ở một mình nó dễ. À, con nuôi chó nuôi gì luôn, con thích chó luôn. Không có. Bác kể lại giúp con á, là cái cuộc sống của bà như thế nào, là bà gia đình như thế nào đấy. Tại vì cái video mới của con á, là nhiều người mới họ xem đấy. Là bà là sống một mình đúng không bà? Bà kể lại. Có, mình có tập thể, có người nào mới xong, người mình bệnh, người có tập thể. Ấy là bà sống ở trên núi này một mình như vậy này, là con cái luôn. Con cái nó bệnh rồi nó đau đầu đau lần cái này cái nó xuống chứ. À, ấy là bà ở dưới làng có người mà. Ấy là bà cứ ở trên này, còn khi nào mà đau nhất gì đấy là bà về làng, là bà đi trạm y tế gì đấy để người ta khám bệnh. Bà ở đây là hàng ngày bà về ăn với cơm nấm với lá cây rừng rồi đúng không? Lá cây là mình ăn lá gì bà? Lá cây mình lại ăn lá đựa đùa mà làm mình tầng chứ. Lá cây này mà không biết ăn, lá đựa đùa nó nè mới ăn này. À, chỉ ăn lá đùa đủ thôi hả? Ăn lá đựa đùa, nó thèm cái, chỉ ăn cái. Là ăn lá đùa đủ thôi, còn mấy lá khác ăn được không? Mấy lá khác ăn cái gì? Không. Ăn chết. Ăn chết à? Chỉ ăn lá đùa đủ thôi. Ăn lá đùa đủ, làm mì nó ăn, già ăn. Mì nó mì gòn á. Mấy tầm cái chưa ăn cua nào mà cua ăn mấy tầm. Cua không ăn không tầm đâu. Ở đây bà ngỡ một mình như vậy có bị trộm bị gì không? Có ai trộm không? Không có.
trộm cắp gì hả? Không trộm, có trộm cái gì, mình người thế này mình làm như ai mà trộm. À, mình ở trên này là không bị trộm bây giờ đâu. Họ không có dám lên đúng không? Không có dám lên. Nhưng này nè, ở này không dám lên. Xa quá, thứ nhất là xa đây. Xa lắm mà, đây về về nhà bà là xa lắm á. Không xa. Đây về nhà bà mà hôm trước bà nói bà ở đâu con quên rồi à? Ừ. Hôm trước bà nói bà ở đâu mà con quên mất. Nhưng mà ở làng nhưng mà ở Ma Ti hay là Sứ Rùa nha? À, Sứ Rùa. Sứ Rùa à? Đâu phải Sứ Rùa đâu. Bà ở đâu? Mình là ở Trà Đồng à. Trà Đồng à? Phước Thắng á. À? Phước Thắng hả? À? Phước Thắng là mình đi đường này đúng không bà? À, đi đường đây Phước Thắng à. À, xa không? Từ đây về nhà xa, bà sao? Từ đây đến nhà xa quá. Xa lắm hả? Xa lắm. À, con chưa đi đường này bao giờ, con chưa biết. Con hôm trước là con đi ngang qua, con cũng đi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn á, con mới thấy nằm cái chòi nằm về queo trên núi này nè. Ừ. Ban đêm là ở một mình sợ lắm mà bà không sợ bà ấy thì con vô thế này mới ngủ ban đêm mà không con ấy ngủ ở đây không ấy con nói bà á là bà ở đây bà... một mình ban đêm bà không sợ gì luôn nha. Không, không. Ừ. Nó sợ này mà con này mà thăm ở dưới đây tới nhà ngày nào người, tình cái cửa là nó tối nó con ngủ thế này nó sợ. À, ai sợ? Con. À, ấy là bà nói là nếu mà con ngủ trên này là con sợ, còn bà là bà không à? Ừ. Bà nấu cơm chưa? Ừ. Lát nữa bà nấu cơm chưa? Nấu. Mấy giờ là thường là buổi trưa là mấy giờ mình ăn? 12 giờ, 1 giờ có ăn được. 12 giờ, 1 giờ. Ừ, một mình làm thêm cái nào là chỗ mình là thích ăn giờ nào ăn nữa? Ừ. Thích cái nào ăn. Mình nuôi gà như vậy nè, là mình mỗi lần mình có đi bán không ạ? À? Đi bán. Ừ. Nuôi nhiều từ 2-3 con. Ừ. 100 con. Nếu con bạn bán như vậy là bao nhiêu một con bán đi á? Một con 120. Một con 120 ngàn hả? Mỗi lần bà bán là bán một con thôi hả? Ừ. À, bán để mình đổi gạo thôi. Ừ. Còn không thì mình cứ để vậy mình nuôi. À, con thấy nếu mà mình nuôi gà trên núi như vậy nè, là thứ nhất là gà ngon nè, là thứ hai nữa là bà nuôi như vậy con sợ là những cái động vật rừng á, giống như là con thú rừng nó gì nó có ăn thịt gà không? Ờ, không. Không, không có hả? Không có. Sợ con chồn con gì ăn mà không có luôn hay vậy nha. Ừ. À, hay nha. Sợ cái cọp nó không có ăn cái như của mình nó không có thấy cọp đâu. Cái ngôi nhà bà ở dưới làng vẫn có nhưng mà bà vẫn thích ở trên này hơn đúng không bà? Ừ. Vì sao bà? Sao mình không ở dưới làm mà mình thích ở dưới này? Đi làm ở dưới đề nó dễ, nó lăn không à, qua cái nào nó có thấy, cái bên kia không thấy, cái bên nó cũng thấy. Ngồi trên này nó thoáng lắm. À, ngồi trên này thoáng yên tĩnh hơn đúng không? Yên tĩnh hơn. Nó dưới, nó ngủ bằng xe, người ta uống rượu nè, đánh nhạc nhớ nhạc, làm ngủ được. Ngủ này là nó sướng hơn. Ngủ đây sướng hơn ạ. Đúng rồi, ở dưới làng thì người ta ồn ào hơn. Người ta nhộn nhịp hơn. Uống rượu nè. Người ta nè, cái nò nè, con nhỏ nhỏ nó đi chơi. Nay nhiều, nhiều. Ở dưới đây nó thoát. Bình thường. À. Thì hôm nay con qua đây con trao phần quà cho bà. Xong rồi con về, con đi chỗ khác nữa, con kiếm một hoàn cảnh khác nữa. Dạ, con đi kiếm hoàn cảnh này giống như khó khăn như bà này con đi nữa. Tại bây giờ con phải đi tranh thủ, chứ không buổi chiều mà không về kịp là mưa. Mà mưa là mưa đây, mưa to lắm. Hôm qua con thấy mưa là mưa giống như bão vậy đấy. Hôm qua con ở nhà con nhưng mà con nhìn qua khúc trời bên này là mưa tối sầm luôn mà. Có gió đâu, chỉ cần gió là im lắm, mưa im lắm. Dạ bà. À, để con lấy đồ ra nha. Thì mấy cái đồ này nè, để con lấy ra tổng số tiền rồi con gửi cho bà nha. Đây. À, cái tổng số tiền mà con mua ở trong này á là con có ghi trong giấy rõ rồi bà nha. Bà có đọc chữ được không? Không hả? Đây. Bà không biết chữ đúng không? Cả nhà chờ tí xíu nha. À, cái phần quà này của tí mua cả nhà. Phần quà này của tí mua nè cả nhà. Một người quay nó khó lắm cả nhà ơi. Phải có hai người quay thì nó dễ. Đây nè,
là phần quà tới mua là gồm 5 kg gạo dẻo này, tại vì tới mua gạo thường không có cả nhà. Tới mua gạo dẻo là 85.000 mà 5 kg này. Tới mua mắm là 5.000 này, muối 5.000 này, dầu 14.000 này, đường 13.000 này, bột ngọt 8.000 này, cá khô 27 là 80.000 này, xì dầu 1 chai là 15.000 này, là tí mua tổng là 225.000. Là 225.000, tính tí anh Nguyễn Xuân Bắc anh có ủng hộ bà là 1 triệu đồng, là trừ cho 225.000 là còn 775.000, là tí sẽ đếm nha cả nhà nha. Bà về nhà bà cầm giúp con cái này nha. Dạ, bà chờ con xíu nha. Ui dồi ôi, tí đếm rồi, một người khó lắm cả nhà ơi. 2 4 5 6 7 700 này, 750 này, 770 này, 775.000 này. Đấy cả nhà ơi. 775.000. Đây cả nhà, tôi quay rõ cho cả nhà xem nha. Đây, 2 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 775.000. Bà ơi, tiền còn lại thì con gửi cho bà nha, con gửi cho bà mua gạo nha. Bà cảm ơn giúp con á. Cháu Bắc, cháu Nguyễn Xuân Bắc. Cảm ơn con. Bà cảm ơn cháu Nguyễn Xuân Bắc giúp con với. Bà cảm ơn, bà nói như vậy đấy, bà nói trong máy của con này. Nguyễn Xuân Bắc. Nguyễn Xuân Bắc. Dạ bà nói lại nha. Rồi nói. Nguyễn Xuân Bắc. Không, ý là bà nói là cảm ơn con Nguyễn Xuân Bắc đã ủng hộ bà 1 triệu đồng, bà nói như vậy đấy. Bà nói theo con lắm. Dạ bà cảm ơn á bà. Bà cảm ơn anh. Thì bà nói cái từ là cảm ơn cháu Nguyễn Xuân Bắc đã ủng hộ bà 1 triệu, nói như vậy thôi nha. Cảm ơn con. Đã cảm ơn Nguyễn Xuân Bắc. Dạ. Cảm ơn con lắm. Dạ. Cần dù tới này mà cảm ơn con. Dạ. Đấy, cái còn này 750 ngàn, 775 ngàn là nhiều lắm. Bà tính làm gì? Tổng còn là tức là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Dạ, 1 triệu đồng con mua là 225 ngàn. Là còn là 775 ngàn. Bữa nào cũng 200 trước 1 triệu 235 ngàn. Vui không? Vui. Cái tiền này định làm gì? Làm mua gạo. Để mua gạo thôi hả? Có mua gì không? Không mua gì đâu. Chỉ mua gạo thôi. Cần là thêm cái này, đó thêm đồ là ăn. Có mua thịt không? Mua thịt, cái này không đủ thịt. Đủ mà, thịt mua nhiều mà. Mình thì cá này con cảm ơn con. Dạ. Cá này cũng là được là con cảm ơn nè. Ăn cá đây. Bà thích ăn cá hơn hả? Một tháng hai tháng. Một tháng hai tháng luôn hả? Bao nhiêu đây một tháng hai tháng luôn cả nhà ơi. Mình mà. Ví dụ mình có đứa cháu đây, mình nhờ đứa cháu mình đó, mình đi mua thịt đó. Như để cháu có tiền cũng tuy đứa. Đây đây này, cái tiền này nè. Tiền này nè để dành mua gạo ăn chứ. Để dành mua gạo ăn thôi bà. Để dành nó cháu dù trên này cái gì ăn. Ăn cũng ăn cũng ăn. Dạ. Vậy là vui rồi đúng không? Vậy là hôm nay bà nhận đủ 1 triệu tiền nha bà nha. Dạ thì hôm nay thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Thì con cũng xin chúc bà một sức khỏe dồi dào. Còn mạnh khỏe. Biết nào còn xuân này mày nó chết không biết. Dạ. Thì thôi thì mình cứ cuộc sống mình mà. Nếu mình sống tới đâu thì hay tới đó. Tên này không theo bà chết. À. Nhà con mà đâu có người nữa. Đủ. Dạ. Vậy thôi con xin phép kết thúc video bà nha. Xin chào tạm biệt. Chào. Cảm ơn cháu Bắc. Cảm ơn con. Cháu Bắc nữa. Cảm ơn con rồi. Cảm ơn cháu Bắc nữa. Cảm ơn con nè cháu Bắc. Dạ thôi con xin chào bà nha. Cả nhà ơi, xem video của Tý cả nhà nhớ đăng ký, like và bình luận bên dưới bên Tý giúp Tý để giúp Tý cải thiện hơn cái video cả nhà nha. Thì Tý rất là cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà vạn sự như ý.